Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Roblox gần đây rất nổi tiếng với những tựa game thể loại kinh dị. Chúng ta có Rainbow Friend, những người bạn cầu vồng, mình có Tro, những cánh cửa bí ẩn. Và ngày hôm nay chúng ta lại có Evay. Thú thật với các bạn là mình là một người chơi Roblox không hề chơi game kinh dị nhiều. Nhưng nhìn về số người chơi từ game này, nó khiến cho mình tò mò. Vậy cho nên ngày hôm nay hãy cùng khám phá Evay nhé. Evay nghĩa là trốn tránh. Từ game này mình sẽ cùng chạy, cùng trốn, cùng team up, làm gì cũng được, do whatever. Về độ kinh dị thì mình chưa có biết, nhưng nhìn cái dàn nút của game thôi mình đã thấy kinh dị rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Evay. Đầu tiên sẽ ngó về cái shop robot ha. Có vẻ như sẽ có gì đó để mua đồ trong từ game này. Game Pass hiện tại chỉ có một cái thôi. À, thì ra nó là một cái mà chúng ta có thể nghe bất kỳ bản nhạc nào mình muốn. Coi bộ khá là nguy hiểm đây. Cái việc nghe bất kỳ bài nhạc nào các bạn muốn, nó sẽ ảnh hưởng tới bản quyền. Đặc biệt là những người làm YouTube. Ok, Inventory hiện tại chúng ta chỉ có một cái đèn pin thôi. Và cái đèn pin này thì nó kêu mình nhấn nút F để chúng ta bật tắt. Rồi bắt đầu một chế độ chơi mới rồi. Chúng ta có map mê cung, map hoang mạc và một cái map pool room. Và đây nhiều người hơn nè. 1, 2, 3, 4, 5. Thì trong video này mình sẽ bật âm thanh của game để cho bạn một cái trải nghiệm nó tốt nhất nha. Hello my friend. Wow, phải công nhận một điều là cái đồ họa game này nó khá là ok đấy. Do tên game là Evay, Evay nghĩa là trốn tránh. Cho nên mình nghĩ tốt nhất là chúng ta nên chạy đi. Đứng một chỗ nguy hiểm lắm. À, nhìn vô góc trái nè, find the key. Hãy tìm một cái chìa khóa, what the hell. Gì vậy? Tiếng gì vậy? Oh, một con cua. Cua, con cua này quen quen. Đấy thì nói về nhiệm vụ ha. Một đứa đã hy sinh. Chúng ta sẽ tìm một cái key, một cái chìa khóa và khám phá cái lối ra. Oh my god. Oh my god. Really? Oh, bạn ơi, trời xong luôn. Bạn ơi, ok, thank you bạn. Từ game này mình phát hiện một điều là chúng ta có thể gọi là carry người khác, vác người khác theo ấy. Và cái thứ hai là mình có thể hồi sinh cho họ. Đây. Ê! Ê! Aish! Ở đâu ra vậy? Hello bạn! Thật là mệt mỏi. Bạn nữ ơi! Cứu tôi! Help me! Rồi, thank you. Do là chơi từ game lần đầu mình cũng chưa biết cái chìa khóa nằm đâu cả. Có dễ tìm không? Nó có bự không? Có bản đồ không? Tôi đi hồi tôi lạc mất tiêu rồi. Với cái map này thì mình sẽ có hai cái đối tượng nhiệm vụ. Đầu tiên phải tìm được cái chìa khóa. Và cái việc thứ hai mình sẽ khám phá được cái lối vào. Tôi vừa nghe một cái âm thanh gì đó không dễ chịu cho lắm. Đằng sau lưng mình có ai đó. Phải không? Đúng rồi, chạy thôi các bạn ơi, cắm mặt chạy thôi. Các bạn có nghe tiếng nhạc không? Nó tới gần lắm rồi. Oh, win rồi. Đây là win hay thua ta? Nói chung là mình có thời gian là 2 phút. Được 142 cái cục xanh xanh. Và 21 ngôi sao. Oh, nó đã mất cũ rồi. Lại là nó. Ây uầy, the minute. Cái con đó hình như là trong Minecraft. Người trong Minecraft đúng không? Đúng rồi, con này là Herubin hay gì á. Mình không có chơi Minecraft nhiều, nhưng mà quen lắm. Hả? What? Ai vậy? Không biết ai hết. Thôi đừng có nói nữa, đừng có hello gì ở đây hết. Ban đầu mình tưởng Obama các bạn. Vài cứu tôi không, tôi sắp chết rồi. Cứu tôi. Bạn ơi, sao bạn bỏ mình bạn đi vậy? Bạn Bacon ơi, cảm ơn bạn. Vác mình đi đâu vậy? Chắc là đi tới một cái nơi bí ẩn nào đó. Nó tới kìa. Oh, bạn tên Khang nè. Cảm ơn Khang nhiều nha. Ê, ê. Buồn ghê bạn ha. Không biết bạn sao tôi vừa được cứu sống mà tôi chết nữa rồi. Đúng rồi, hình như con này trong Minecraft này. Bạn bỏ tôi đi. Hai người chạy chậm lắm. Đừng cố gắng nữa, chạy đi. Leave me alone. Hãy để tôi lại một mình. Rồi, cảm ơn bạn lần nữa nha. Trong đây nhiều Bacon quá. Khi chúng ta chọn chơi một chế độ chơi khác thì sẽ đẩy mình qua một cái server hoàn toàn mới. Cái này hình như là backroom đúng không nhỉ? Nhiệm vụ của mình trong chế độ chơi này, restore camera. Bằng cách là sửa chữa một cái máy phát điện gì đó. Có vẻ đây là backroom thiệt các bạn à. Ồ, nãy giờ mình có đèn pin mình không xài ha. Vô backroom hơi tối một tí, chúng ta phải cần cái đèn pin. Đi. Dồi xong luôn, con gì vậy? Đợi thêm một con gì mập mập nữa vậy? Cười kia mà cười. Định làm anh hùng cái thành tội nhân luôn rồi. Help me. Tôi sắp chết rồi. Oh, camera nè. Đa số người chơi trong màn này họ chọn cái map là Maze, một cái mê cung không lối thoát. Wow, cái server đông ghê á, 50 người là các bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Bây giờ muốn cứu người cũng khó nữa. Ây, way. Cái con đó hình như là trong một cái tựa game của admin khác rồi. Nếu mà tôi với bạn được cứu sống thì mình sẽ uống cà phê nha. Bạn ơi. Nó đằng sau bên bạn kia. Rồi, xong luôn. Từ từ bạn, con gấu bạn. Sắp chết rồi, xong luôn. Tôi đi trước đây. Tại vì xong sót là 34 giây. Thì vừa rồi trong video này mình đã trải nghiệm con game rất là nổi tiếng hiện tại. Nó tên là Evay, một tựa game kinh dị.
Trong đó những nhân vật kinh dị chúng ta rất là kỳ lạ luôn. Đó, con gì vừa chạy qua đó. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.